Hello, xin chào mọi người. Đã lâu lắm rồi mình mới quay lại làm một cái video về tốt nghiệp của mình nè. Mình vừa làm tốt nghiệp xong nên là bây giờ mình sẽ ra những cái video mà quá trình hôm nay mình làm nha. Do là hôm nay mình tập trung vô làm á nên là mình không có thời gian để edit video. Đây là một cái khung cảnh mà hôm trước mình có đi cà phê làm thuyết minh để nộp tốt nghiệp với mọi người. Lúc mà ra quán cái tự nhiên bên phía bên đây nè, đó mọi người thấy không, có một cái kiểu như là hội thảo hay là cái gì á mọi người, rất là chính chuyên luôn. Xong rồi tự nhiên cái thành ra mình đi cà phê mà thành ra là mình đi hội thảo luôn mọi người. Rồi tối về thì mấy hôm sau thì mình sẽ bắt đầu render cái bài của mình để chuẩn bị dàn trang bài, rồi chuẩn bị đi in, nộp bài, sơ khảo tốt nghiệp này kia mọi người. Đây là một số cái góc render mình cho mọi người xem nha. Cái đây là mình render bằng phần mềm Lumion mà hôm trước mình có học đó mọi người. Đó, mọi người thấy cái bàn của mình rất bừa luôn. Đây, cho mọi người xem một cái góc đang render thôi nên là nó chưa có, nhìn nó chưa có thật lắm á. Tí render xong thì nhìn nó ok hơn. Mọi người coi cái thời gian render nè. Ui, 3 tiếng mấy lần mà bây giờ là 2:30 rồi đó mọi người. Mà cái đồng hồ này của mình nó đi sớm hơn 5 phút nên là tầm 2:20 thôi, nhưng mà cũng gần 2:30 rồi. Hôm mà mình chuẩn bị ngày hôm sau á là mình sẽ sơ khảo tốt nghiệp nên là hôm nay mình phải thức trắng đêm để mình làm cho xong, render cho xong, layout xong để sáng mai mình sẽ đi in, rồi chiều mình còn đưa thầy ký tên, sau đó thì chiều mình mới lên sơ khảo nữa mọi người. Rất là mệt luôn, mình phải thức nguyên đêm đó. Và hôm sau mình cũng phải thức tiếp để mình làm cuốn thuyết minh nữa mọi người. Nói chung là những ngày cuối thì rất là cực khổ, rất là mệt luôn. Đây là một cái render nữa, mọi người nhìn cái thời gian render nè, 50 tiếng mọi người nghe thấy sợ không? Mình thấy cái này xong rồi mình hủy, mình render từng tấm luôn. Trong khi mà đợi cái PC của mình render thì mình dùng cái lab để mình photoshop những cái góc tiểu cảnh này kia mọi người. Lúc này là mình đã đuối lắm rồi đó, hình như phút này là có 3-4 giờ gì đó. Rất là mệt luôn nhưng mà phải cố gắng mọi người. Vì cái đồ án tốt nghiệp thật là ok, xong tốt nghiệp thì mình ngủ một giấc cho đã. Nên là rất là cố gắng làm cho xong, vừa làm cái này rồi mình vừa bật những cái chương trình để mình coi để mình đỡ buồn ngủ mọi người. Do là em mình thì nó đã về quê rồi, còn mỗi mình ở trọ thôi nên là rất là mệt luôn. Kiểu như ngồi mình nó nhiều khi cũng hơi buồn ngủ nhưng mà cũng không dám ngủ luôn mọi người. Đó, gần 6 giờ rồi nhưng mà mình vẫn còn đang render nè. Rất là mệt đây. Cuối cùng thì cũng đã render xong. Bây giờ thì mình sẽ layout bài, rồi tổng hợp là những cái gì mà mình chưa có làm xong để mình ráng cố gắng hoàn thiện cho xong. Mình gửi file in để mình đi in đó mọi người. Một số cái tiểu cảnh cho mọi người xem ha. Có những cái con thuyền mà bán hoa này kia, kiểu mình đang tái hiện làm khung cảnh của chợ nổi ở An Giang mọi người. Đây mình gắn những cái hình thật của lễ hội với bà chú xứ để mình mang vào. Tại vì công trình của mình là khu đất nằm đối diện với khu miếu bà, và công trình của mình là nó sẽ hơi hướng về tâm linh đó mọi người, kiểu hướng dẫn du lịch tâm linh đó, nên là sẽ có những cái lễ hội về tín ngưỡng như thế này. Đây, một số cái tiểu cảnh cho mọi người xem. Lúc này là mình đang photoshop và mình đang layout lại cho hoàn chỉnh á. Thank you.
hôm sau thì mình qua nhà in phát để in bài. Đây là mình qua đây lúc cỡ 8 giờ mọi người, mà kiểu như rất là đông luôn. Mọi người đợi rất là đông, mọi người thấy không? Mình phải ngồi đợi tới 12 giờ thì mình mới có bài của mình đó mọi người. Đây là bài của bạn mình nha. Vì nó chấm sơ khảo vào buổi sáng nên là mình nhường nó in bài trước, tại vì rất là đông. Rồi xong rồi gặp một tình huống là máy bị hư á mọi người, nên là in bị chậm tiến độ xíu, chứ không là người ta in sớm hơn rồi. Đây thêm một bài của một đứa bạn mình nữa. Bạn này thì làm về sân bay, còn bạn hồi nãy thì làm về kiểu Phật giáo, gần giống như mình luôn. Còn đây là bài mình nha. Đây khúc này là đang kiểm tra lại bài nè. Khúc này là có 12 giờ mấy, 11 mấy, 12 giờ mọi người. Thì mình bài mình mới in xong hoàn thành. Do là cái tốt nghiệp này là phải làm tới 14 đến 16 tờ, mà kích thước là 100 x 80 cm đó, nên là nó rất là to luôn mọi người. Làm rất là nhiều thứ ở trong đây, mà in cũng nó lâu nữa, mà tiền cũng rất là chua chát luôn mọi người. Sau này mình sẽ làm một cái video để nói chi tiết cụ thể cái quá trình mà mình làm tốt nghiệp, về chi phí, thời gian, cũng như là cách mình làm như thế nào, để sau này các bạn có làm tốt nghiệp thì các bạn có thể có một cái tinh thần chuẩn bị về vật chất nha mọi người. Vì mình thấy là khá tốn tiền đó mọi người, tốn tiền in này kia rất là nhiều luôn. Đây, kiểm tra lại một lần nữa nha. Lúc nãy thì mình có in sai một tờ nên là mình phải set file in lại á mọi người. In lại tờ đó tốn thêm bao nhiêu tiền ta? 120 hay là bao nhiêu mọi người. Nói chung là mình in 16 tờ là hết 1.900.000 mấy mươi nghìn đó, mình không nhớ rõ. Xong rồi mình in sai cái này, xong rồi mình phải tốn thêm tiền là tổng cộng là 2.000.000 lần á. Mọi người thấy ghê không? Nhưng mà được cái là ở đây in cái màu ra cũng rất là ok, và có bỏ vô một cái hộp và có dán tên bài rồi tên mọi người ở ngoài rất là chỉnh chu đàng hoàng luôn. Chỉ có một cái là in hơi chậm, hơi trễ so với lúc đầu người ta đưa ra thôi. Nên là mình thấy là các bạn nếu mà in tốt nghiệp thì có thể qua đây in. Đây là nhà in phát nha mọi người, cũng rất là nổi tiếng với sinh viên kiến trúc luôn. Mình làm bài tốt nghiệp này thì mình làm hầu như là một mình đó mọi người. Chỉ có một số công đoạn thì mình có hỏi mấy anh chị. Rồi về phần lý thuyết thì mình cũng có hỏi với lại xin một số bài tham khảo, nhưng mà hầu như là mình làm một mình. Nên là mình thấy mình cũng hơi siêu nhân thiệt. Rồi bây giờ thì lên trường để xem sơ khảo nè. Đây là buổi sáng chấm sơ khảo của nhóm bạn mình. Đây chiều thì mình lên thốt đó mọi người. Kiểu cái hoạt động của mình sao á, mấy thầy hối quá trời luôn. Kiểu như mấy thầy gấp rút gì á mấy người. Mình là số cuối cùng nhưng mà mình lại sơ khảo đầu tiên luôn. Nên khúc này là các bạn mình phải phụ mình sắp bài lên nữa. Thầy còn kêu là thôi không cần theo thứ tự gì hết luôn đó mọi người. Bây giờ cho mọi người xem một cái cảnh này rất là vui luôn nha. Hình ảnh sinh viên kiến trúc sau khi nộp bài tốt nghiệp. Bé ơi ngủ đi, đêm đã khuya rồi. Khò khò khò. Nhưng mà mắt thâm quá bé ơi, hu hu. Thắng trụ đến ngày bảo vệ tốt nghiệp nha bé ơi. Đùa vui tí thôi, nhưng mà kiểu làm tốt nghiệp rất là mệt đó mọi người. Video của mình đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người đã xem hết video mình nha. Sau thì mình sẽ làm một cái video về quá trình mà mình đi bảo vệ đồ án tốt nghiệp, nên là mọi người đón xem nha, sẽ cũng rất là thú vị á. Và mọi người đừng quên like và subscribe cho mình, và cùng đón chờ video tiếp theo của mình nha. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người video sau. Bye bye.